Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Vâng thì chắc hẳn rằng anh chị em nào đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan thì vừa rồi chúng ta lại hay một cái tin thì phải nói rằng là cũng dở khóc dở cười, lại do chính những người Việt Nam gây ra. Thì đây là một cái trường hợp mà hai người phụ nữ Việt Nam đã cầm dao để đuổi nhau do là tranh chấp chồng và đã cái kết là đã gây thương tích cho một cụ bà 80 tuổi. Thì khu vực Bali của Tân Bắc gần đây thì xảy ra rất nhiều những cái vụ ẩu đả do tranh chấp của lao động nhập cư. Thì hết hai nam thanh niên Việt đã từng chém nhau cách đây ít ngày thì hôm nay thì lại thêm cái vụ việc là một người phụ nữ Việt Nam cầm dao đòi chém đồng hương vì tranh chấp chồng do bất cẩn, họ đã gây thương tích cho bà cụ người Đài 80 tuổi ở gần đó. Thì vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 41 phút mà sáng ngày hôm trước, thì hai người phụ nữ Việt Nam đã cầm dao đuổi và đánh nhau trên đường cạnh một cái đền của Đài Loan. Họ cứ la hét và chửi bằng tiếng Việt, người đi đường thì không ai hiểu gì, không ai hiểu họ nói gì, nhưng mà họ đều biết rằng hai người này đang có một vấn đề rất là căng thẳng. Thì trong quá trình ẩu đả thì một ông chú tốt bụng người Đài đã tiến đến để ngăn cản họ, và có một bà cụ họ Lây 82 tuổi vô tình bị con dao của họ chém trúng bả vai và bị thương, chảy máu. Thì may mắn thay, cảnh sát đã nhận được cuộc điện thoại báo án và nhanh chóng đến để giải quyết. Bà cũng đi cùng với các thành viên trong gia đình đến để gặp bác sĩ mà không gặp mà khó khăn gì. Sau đó thì cảnh sát đã yêu cầu một thông dịch viên để hỗ trợ điều tra. Thì đây là một cái vụ đồng hương bem nhau để tranh chấp chồng. Thì hóa ra là cặp vợ chồng người Việt Nam này thì họ là họ Trần, họ đã đến Đài Loan để làm việc. Thì chồng làm việc ở một công trường, còn vợ anh ta thì làm việc trong một nhà máy. Sau một thời gian dài làm việc thì người chồng có quen biết với một người phụ nữ họ Phạm 37 tuổi. Thì chị này đã ly hôn với chồng có chứng minh thư nhân dân của Đài Loan, và có nghĩa lúc này là chị ta đã là người của Đài Loan và hiện đang độc thân. Hai người này thường xuyên qua lại với nhau và bị vợ cả phát hiện. Vì thế hai người phụ nữ đã hẹn nhau ra để có một cuộc nói chuyện giữa hai người đàn bà. Thì đến điểm hẹn thì chị vợ hai kia đã rút dao ra để đe dọa bà vợ cả, bắt cô phải nhường anh chồng cho mình. Hai người tranh cãi gay gắt, sau đó thì chị vợ thứ hai kia đã cầm dao rượt đuổi cô vợ cả đòi chém cô ta. Thì cô cả hoảng quá tháo chạy, nhưng trong quá trình đó thì cô đã bị chị vợ hờ kia đấm đá cho đến khi có người đến ngăn cản. Chị Phạm còn ném dao hòng gây thương tích cho cô vợ cả, nhưng đã lại ném trúng một cụ bà 82 tuổi người Đài Loan khiến bà bị thương. Thì sau cùng cảnh sát đến và hai người họ đều được đưa đến đồn cảnh sát để giải quyết sự việc. Cảnh sát cho biết sẽ xử lý theo đúng pháp luật và họ có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Vâng, thì như vừa đây là vừa cái thông tin mà mình mới nhất mình cập nhật để cho mọi người liên quan cái vụ là lại là người Việt Nam đã vừa xảy ra một cuộc ẩu đả do tranh chấp chồng tại Đài Loan. Thì mọi người biết rằng thì thật sự đây là lại là một câu chuyện buồn, bởi vì khi đến Đài Loan làm việc thì cả hai vợ chồng, nhưng mà sau này thì ông chồng đã tranh thủ lúc xa vợ và tòm tem với một cô có chứng minh thư người Đài. Lúc này thì dù là người Việt Nam nhưng mà người ta đã là công dân của Đài Loan. Thì sau khi bị vợ cả phát hiện thì cô vợ hờ này là khá là mạnh mồm, cái việc là chắc chắn là cô ta sẽ tổ chức để cướp chồng. Thế nên là cái việc đã dùng dao để đe dọa cô vợ cả và yêu cầu cô vợ cả phải nhường cho mình. Thì cô vợ cả không đồng ý và cái kết là hai người đã rượt đuổi nhau trên một con phố. Và sau khi được ngăn cản thì cô vợ cả vẫn tiếp tục hung hăng và phi dao. Và không may cho cô ta là cô ta đã phi dính một bà cụ người Đài 82 tuổi. Và cái kết là sau khi cảnh sát đến thì cả hai đã được mời về trụ sở để làm việc. Và chắc chắn rằng thì cái cô người Đài kia thì sẽ phải chịu một hình phạt đối với pháp luật của Đài Loan, bởi vì theo thông tin có thể phải chịu đến trước vánh nhậm là hình sự. Thì ở đây là một cái tin cập nhật để cho mọi người được biết, bởi vì đã khá nhiều người sau khi đến Đài Loan thì cũng đã xảy ra một cái sự cố như mình đã đăng tải ở bên trên. Thì ở đây là một cái bài học cho rất là nhiều người, bởi vì đã đến Đài Loan để kiếm làm việc để kiếm tiền thì mình mong rằng thì ngoài những cái việc đi kiếm tiền thì mọi người cũng cân nhắc những cái quan hệ ngoài luồng để tránh xảy ra những cái trường hợp đáng tiếc như thế này. Bởi vì đối với những cái con người mà người ta cố tình rồi thì thật sự là rất là khó để mà có thể khuyên ngăn được, mà họ cố tình rồi thì rất là khó. Trong trường hợp này thì cô Đài Loan kia thì mọi người biết rằng là cô ta cố tình để cướp chồng của cô vợ cả. Thế nên là cô vợ cả chỉ là một lao động bình thường đã phải bỏ chạy, và sau khi chạy cũng không thoát và bị cô ta đấm đá túi bụi cho tới khi có người tới can ngăn. Và cái kết thì mọi người biết rằng là cô người Đài Loan kia đã phi dao chính người dính bà cụ 82 tuổi người Đài. Thì chắc chắn rằng
cô này sẽ phải chịu một mức án trước pháp luật của Đài Loan. Bởi vì sống ở đâu thì chúng ta phải chịu pháp luật ở đó. Thì đây là những thông tin mới nhất mình cập nhật để cho mọi người được biết. Video này mình cũng xin được kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào những video sau.